Chương 47, Lê Minh Viễn chế nhạo nói, cô yên tâm, vốn dĩ tôi cũng không có coi cô là phụ nữ, tôi vốn dĩ không phải phụ nữ, là chính chú biến tôi thành phụ nữ, bây giờ ở đây, chú còn ra vẻ đạo mạo nghiêm trang dạy dỗ tôi, nói tôi không giống phụ nữ. Lê Minh Viễn, ông chú lưu manh, chú không biết xấu hổ sao, cô không cần cử nhắc nhở tôi mọi lúc mọi nơi như thế, cô cứu tôi là một chuyện, tôi noãn tâm, mẹ cô bị bệnh, tôi đã trả lại cái ơn cứu mạng cho cô rồi, cô còn muốn tới có trách nhiệm, tôi cũng đồng ý sẽ cưới cô, còn đâu, tôi không nợ cô gì nữa, vì vậy, cô không cần suốt ngày bày ra cái dáng vẻ tôi nợ cô cả đời như thế. Lê Minh Viễn thực sự tức giận, Tô Noãn Tâm ít nhiều cũng có thể cảm nhận thấy được sự dung túng, nuông chiều mà người đàn ông này dành cho cô, nhưng vào lúc này, sự dung túng đó đều tan biến thành mây khói, nhưng trong lòng cô cũng rất tủi thân, đánh không lại anh cũng thôi đi, bây giờ còn bị đánh vào mông, còn bị giảng giải đạo lý nữa, rốt cuộc thì cô vẫn là một cô gái mới 19 tuổi, tủi thân như vậy, nước mắt liền lập tức rơi xuống, cô vừa khóc vừa nói, cho dù tôi nói không đúng, tôi chọc tức chú, nói chuyện cùng không biết đúng sai, nhưng dù sao tôi cũng chỉ là một cô bé, tại sao ông chí lưu mạnh chú lại đánh vào mông tôi, khi lời nói vừa dứt, một tiếng bốp nữa lại vang lên, cứ thử gọi một tiếng ông chú lưu mạnh nữa xem, lần trước cô nhờ tôi giúp đỡ, đã nói thế nào, tuổi còn nhỏ, lúc nhờ người khác giúp đỡ thì không biết xấu hổ, nhưng ngày thường thì lại chỉ biết nóng giận, cô mà cứ như vậy thì đến lần sau, gặp phải khó khăn thì còn ai dám giúp cô nữa, cho dù tôi có làm sai thì chú cũng không được đánh vào mông tôi, cái này truyền ra ngoài thì tôi còn biết giấu mặt vào đầu nữa, cô còn biết xấu hổ hay sao, Lệ Minh Viễn, chú đừng có được nước lấn tới, cô chính là một con nhóc thiếu dạy dỗ. Một câu nói này của Lệ Minh Viễn đã chọc khiến Tô Noãn Tâm xù lông mò, tôi chính là đứa thiếu dạy dỗ, từ nhỏ đã không được ba chỉ bảo, liên quan cãi rắm gì đến chú, nếu chú thấy tôi phiền phức thì buông tôi ra, đừng có mà quản tôi lít tôi cầu xin chú dạy dỗ, quản giáo tôi sao, cô vừa nói, đến giọng nói cũng không khỏi nghẹn ngào, nức nở, bướng bỉnh khiến người khác cảm thấy đau đầu, Lệ Minh Viễn hít sâu một hơi rồi lại giơ tay đánh bóp một cái. Thật sự sắp bị chọc tức đến cười thành tiếng rồi, còn dám cứng miệng, Lệ Minh Viễn, tên khốn kiếp, Tô Noãn Tâm, chỉ cần bây giờ cô nói không cần tôi chịu trách nhiệm cưới cây, tôi sẽ sắp xếp người chữa khỏi bệnh cho mẹ cô, hơn nữa tôi sẽ cho cô thêm một khoản tiền, tôi cũng sẽ không quản cô nữa, lập tức thả cô, chú đừng hòng, rõ ràng chú đã đồng ý cưới tôi rồi, muốn quyệt nợ sao, tôi còn lâu mới nói, vậy muốn tôi quản cô sao, Tô Noãn Tâm ứa nước mắt nhìn anh, im lặng không nói, đồ lưu manh đáng ghét, vậy mà dám uy hiếp cô Tô Noãn Tâm, làm vợ của tổng giám đốc tập đoàn quốc doanh không dễ dâu bây giờ cô hối hận còn kịp đấy, Tô Noãn Tâm khịt mũi nói, chỉ vì tôi không phải như mấy cô chiều nhà giàu con em mới khó làm sao, Lê Minh Viễn nghiêm túc nhìn cô, lắc đầu, không liên quan gì đến thân phận, tôi không sợ, chú đã nói, chú sẽ lấy tôi rồi, tôi chỉ cần thân phận vợ của tổng giám đốc, còn những thứ khác tôi không quan tâm. Nguyên nhân, tôi ngủ cùng chú rồi, nếu không gả cho chú thì còn có thể gả cho ai nữa đây, giọng điệu Lệ Minh Viễn giễu cợt nói, bây giờ đã là thời đại nào rồi, ai thèm quan tâm đến chuyện này, Tô Noãn Tâm, tôi khuyên cô nên nói ra sự thật, Tô Noãn Tâm cong môi nói, tôi không quan tâm, dù sao tôi chỉ muốn làm vợ của tổng giám đốc thôi, chú không được phép quỵt nợ đâu đấy, Lệ Minh Viễn lại tức giận, là vì nhà cô, chú đang nói cái gì vậy, tôi không hiểu. Cô muốn dùng thân phận này để trả thù nhà họ Cổ, đúng không? Không hoàn toàn là vậy. Được rồi, nếu như cô không chịu nói sự thật, tôi sẽ không ép buộc cô. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Vì cô cứ sống chết mong muốn thân phận này như vậy, tôi sẽ cho cô. Nhưng mà Tô Noãn Tâm, những lời nói đáng ghét của cô vừa rồi cô không được nhắc lại thêm lần nào nữa. Đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi. Tôi không nợ cô. Bây giờ người đang cầu cạnh người khác, chính là cô đấy. Mà thái độ khi cầu xin người khác thế nào, cô có cần tôi dạy cô không? Chương 48, Tô Noãn Tâm rũ mắt xuống, nói, tôi biết, sau này, tôi sẽ không chọc giận chú nữa, lời hứa của cô chỉ như đánh rắm, lần trước lúc cầu xin người khác, cô nói thế nào, rốt cuộc đã thực hiện chưa? Lần này tôi thật sự biết rồi, nói thật, hôm nay cô có chút kinh hãi, cô luôn cho rằng Lệ Minh Viễn là một ông chú lưu manh, mặt người dạ thủ. Trong lòng cô luôn khinh thường loại người như vậy, cho nên cô cũng không sợ anh ta quá nhiều,
nhưng cô đã quên rằng dù sao thì anh vẫn là tổng giám đốc của tập đoàn Quốc Doanh, một người có thể hô mưa gọi gió, vừa có quyền lại vừa có tiền, muốn giết chết một Tô Noãn Tâm nhỏ bé cũng chẳng phải điều khó khăn gì. Nhưng dường như Lệ Minh Viễn vẫn luôn cảm kích ân tình cứu mạng đêm đó, rồi khi bị thuốc phát tác, cô còn bị anh cưỡng bức, anh hổ thẹn với cô nên mới dung túng, chiều chuộng cô như vậy. Lệ Minh Viễn lãnh đạm nói, cô nói được thì tốt nhất là cũng nên làm được. Tôi Noãn Tâm, đây là lần cuối cùng tôi dung túng cô, chú đừng đuổi tôi đi được không? Tôi đã hứa với mẹ rồi, hôm nay tôi sẽ ở lại đây với chú đừng lo. Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ quấy rầy công việc cô chú hay làm náo loạn gì cả. Tôi sẽ ngoan ngoãn lặng lẽ chờ chú tan làm. Tô Noãn Tâm sợ hãi, cô thực sự sợ hãi. Cô cũng không dám làm điều càn rỡ nữa. Cô sợ rằng nếu cô lại chọc tức Lê Minh Viễn một lần nữa, anh sẽ bỏ mặc cô, cũng không thèm quan tâm đến tình trạng mẹ cô nữa. Cô thì vẫn tốt, anh không quan tâm cũng không sao. Nhưng còn mẹ cô thì biết làm sao. Hiện tại cô phải làm hài lòng Lê Minh Viễn. Đây là người mà cả đời về sau của cô sẽ dựa vào. Có thể thấy một chút uy hiếp của anh ta đã khiến Cổ Thiên Linh tức giận muốn phát bệnh, sắc mặt còn tái nhợt như vậy. Vậy nên dù có chuyện gì, dù trong lòng có bực bội thì trước hết cũng phải nhịn. Lệ Minh Viễn thấy bộ dạng cô có chút đáng thương, giọng nói cầu xin cũng mềm mỏng, biết điều hơn. Rốt cuộc Lệ Minh Viễn cũng mềm lòng đồng ý. Anh đưa mắt về chiếc ghế sofa rồi nói, qua đó ngồi đợi đi. Vâng. Tổ Noãn Tâm ngoan ngoãn đi đến ghế sofa, thấy hộp giữ nhiệt nhà mình vẫn để ở đó, thức ăn bên trong đã được lấy ra, nhưng có vẻ như người kia chưa động vào miếng nào, tất cả đồ ăn đều lạnh ngắt. Mẹ gì, cô đã vất vả làm đồ ăn lâu như vậy, nhưng tên khốn Lệ Minh Viễn còn không thèm động đũa. Lệ Minh Viễn cảm nhận thấy ánh mắt oán thán của cô nhóc, liếc nhìn qua, nói, nhìn thấy Cổ Thiên Linh nên không cô tâm trở lăn uống. Ồ, vậy chú không ăn trưa sao? Không muốn ăn. Không muốn thì không muốn, hay lắm sao, dù sao người đói cũng không phải cô đã ăn rồi. Tổ Noãn Tâm ngồi ở trên sofa, âm thầm cong môi, lấy điện thoại di động ra bắt đầu chơi game giết thời gian. Trong thời gian này, văn phòng to lớn của Tổng Giám Đốc vô cùng yên tĩnh, Lý Mạnh không nghe thấy động tĩnh gì bên trong liền thở phào nhẹ nhõm, anh ta lẳng lặng đi tới rồi gõ cửa. Lệ Minh Viễn nhướng mày liếc anh ta một cái, nói, làm sao vậy, không sao. Chỉ là muốn hỏi tô cô muốn uống gì thôi ạ, để tôi cho người chuẩn bị. Thấy không phải việc của mình, Lê Minh Viễn cũng lười nói chuyện, tiếp tục bận rộn với công việc. Tô Noãn Tâm nghe thấy vậy, cô lịch sự ấn nút tạm dừng trò chơi, trả lời, có coca không? Lý Mạnh dở khóc dở cười, bình thường tổng giám đốc không uống mấy thứ này nên không chuẩn bị, chỉ có nước trái cây, cà phê và trà, vậy thì lấy cho tôi một ly nước trái cây. À đúng rồi. Tổng giám đốc của anh vẫn chưa ăn gì, anh chuẩn bị chút gì cho chú ý ăn không tí nữa lại đói đến lần dùng ra đấy. Lý Mạnh, cô tu bị đánh vậy rồi, còn chưa sợ sao? Nghe được lời này, Lệ Minh Viễn nhượng mi trừng mắt nhìn Tô Noãn Tâm. Tô Noãn Tâm trừng mắt nhìn lại sau đó biểu môi nói, làm sao vậy, tôi quan tâm chú một chút cũng không được sao? Lệ Minh Viễn cáu kỉnh nói, đầu tiên hãy học cách quan tâm đến mình đã, sau đó hằng quan tâm đến người khác. Hừ. Không muốn thì thôi, tôi chơi game của tôi, mặc kệ chú. Chương 49, Lý Mạnh cảm thấy hình thức ở chung giữa tổng giám đốc nhà mình và bài chú tương lai rất kỳ lạ, đang cảm thấy không hiểu nhưng có thể nhìn ra, tổng giám đốc đặc biệt nuông chiều bài chú tương lai. Thời gian nửa buổi chiều đã qua, Tô Noãn Tâm uống hai cốc nước trái cây, đi vệ sinh 3 lần, đánh bàn nhạc chục lần, đánh đến nỗi mệt rã rời, cuối cùng trực tiếp nằm trên sofa. Lê Minh Viễn vẫn luôn xem văn kiện rồi ký tên. Vốn trong văn phòng yên tĩnh thỉnh thoảng sẽ có tiếng động, nhưng anh đột nhiên phát hiện, một lúc rồi không có tiếng động nào. Theo bản năng anh nhìn lướt về hướng sofa, lập tức thấy cả người cô gái đang nằm ngủ trên sofa. Trong phòng có mở điều hòa không khí, nhiệt độ hơi thấp, mà trên người cô cũng không đắp cái gì, chỉ ghé vào gối ôm ở trên ngủ say sưa. Lê Minh Viễn nhíu nhíu mày, đứng dậy đi vào phòng nghỉ riêng của anh, cầm chăn ở trên giường đi đến trước sofa. Trực tiếp bỏ qua vị trí nhạy cảm không được nhìn bị lộ ra ngoài vì tư thế ngủ kỳ lạ của cô, đắp chăn lên cho cô, chỉ cảm thấy nhóc con này có gan thật lớn, nơi xa lạ thế này cũng ngủ ngon như vậy. Trên khuôn mặt trắng nõn xinh xắn, không biết mơ thấy mộng đẹp gì, mà mang theo một nụ cười yên tĩnh. Lê Minh Viễn nhìn thấy, khóe môi bỗng nhiên có chút cong cong, nhóc con này, lúc ngủ vô cùng an tĩnh, giống như một cô gái thực thụ. Tổ Noãn Tâm ngủ đến chiều muộn mới tỉnh.
sau đó lại phát hiện Lê Minh Viễn vậy mà vẫn ngồi ở đó như cũ, tư thế không thay đổi dù chỉ một chút, vẫn bận bịu công việc. Từ trên ghế sofa ngồi dậy, cô lại phát hiện trên người mình có một tấm chăn màu khói xám, cô nghi ngờ hỏi, chú, là chú Đắc à, Lý Mạnh Đắc, à, Tổ Noãn Tâm lập tức kêu lên với bên ngoài cửa, thư ký Lý, cảm ơn anh. Lý Mạnh nghe thấy giọng nói, mang khuôn mặt ngờ vực đến hỏi, hả, tôi cảm ơn tôi vì cái gì? Lê Minh Viễn lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta, tôi để cậu vào rồi à. Phía sau lưng Lý Mạnh cảm thấy rét run, lập tức đi ra ngoài, còn biết điều cài cửa lại, sợ hãi không biết dưới tình huống nào đã đắc tội với tổng giám đốc. Tổ Noãn Tâm đứng lên, gấp gọn chăn lông lại rồi đặt một bên, ngáp một cái nói, chú, mấy giờ rồi à? Tổ Noãn Tâm vừa mới dậy, trong mắt còn có một tầng sương mù, nhìn cả người đều mơ màng. Lệ Minh Viễn nhìn khuôn mặt mơ hồ của cô, dừng lại mấy giây, sắc mặt âm thầm nghĩ, mình sẽ không nhìn đâu, thôi, đồ hẹp hỏi, hỏi thời gian cứng không nói, không biết có phải do vừa được ngủ đủ hay không mà cả người cô đều uể oải, không muốn động đậy chút nào, chú ý giọng điệu của cô đi. Tổ Noãn Tâm nhếch miệng hỏi, giọng của tôi như thế nào, không lễ phép, tôi vẫn luôn thế mà, à, Tổ Noãn Tâm nói được nửa câu, đột nhiên nhìn thấy một đôi xăng đan thủy tinh được trưng bày dưới mặt bàn trà. Nhìn kỹ mới phát hiện đó chính là đôi giày lúc trước cô nhìn trúng, nhưng lại không mua nổi, hai mắt sáng lên, bất chấp tiếp tục tranh luận với Lệ Minh Viễn, cô mở miệng dò hỏi, chú à, đôi giày này sao lại ở chỗ của chứ, mua, một người đàn ông như chú mua giày cô cảm thấy một người đàn ông như nữ làm gì, tôi, mua giày nữ về để làm gì, ai biết được chứ, dù thế nào cũng không phải vì chú thích nữ trang, bí mật mua về để tự đi sao. Tổ Noãn Tâm, cô nói linh tinh gì đấy, chỉ là đùa một chút thôi mà, chú, đôi xăng đan này không phải chú mua tặng người khác à, tặng người khác, đưa cho cô à, nghĩ cũng đừng nghĩ, cô chỉ có thể nhìn, chương 50, coi như vậy đi, giọng điệu của anh hơi nhanh, còn có chút bất lực, tất cả tâm tình của Tô Noãn Tâm đều hướng về đôi giày, chú, tôi cũng thích đôi giày này, đây có phải là đang làm nũng với anh hay không. Lệ Minh Viễn nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, vậy thì sao? Cô muốn nói cái gì, tôi có thể xem thử một chút hay không? Lê Minh Viễn từ chối gần như không chút do dự, không, cắt, keo kiệt. Lê Minh Viễn hoàn toàn không có động tĩnh, keo kiệt như vậy đó. Tổ Noãn Tâm liếc anh một cái, khó trách là chú 28 tuổi rồi mà vẫn còn chờ tìm được vợ, rõ ràng là tổng giám đốc tập đoàn quốc doanh mà lại keo kiệt như thế, khiêu khích tôi cũng vô dụng mà thôi, ai thèm khiêu khích chú chứ. Trong lúc nói chuyện, Tô Noãn Tâm đã lặng lẽ đổi giày ở dưới bàn trà. Sau khi thắt dây giày, Tô Noãn Tâm đứng dậy đi tới trước bàn làm việc của Lê Minh Viễn nói, chú, nhìn xem, có đẹp không? Vừa nói cô vừa giảm lên đôi giày XANGDAN pha lê kia, vui vẻ xoay một vòng qua trước mắt Lê Minh Viễn. Lê Minh Viễn lặng lẽ liếc nhìn đôi giày trên chân cô, đôi chân của cô nhóc thổi này trông rất nhỏ bé, mu bàn chân rất trắng, 10 ngón chân lộ ra trên đôi dép trông hết sức hồng hào mũm mĩm. Như thể đang phát sáng, da đùi tốt như vậy thì chắc chắn da chân cũng không kém gì đôi giày xăng đan pha lê đó khi mang trên đôi bàn chân nhỏ bé mịn màng kia, trông chói lại như được khảm hàng ngàn viên kim cương xinh đẹp. Tổ Noãn Tâm càng nhìn càng thích đôi giày này, cảm thấy rằng đôi giày này hoàn toàn được thiết kế riêng cho mình, không chỉ đúng kích cỡ mà khi cơ mang vào còn rất đẹp, nhìn rất đã mắt. Đây là lần đầu tiên cô đi đôi giày đẹp như vậy, hơn nữa nó còn rất hợp với chiếc váy cô mặc hôm nay. Cô thực sự thích sự phá cách này, mang vào lại không muốn cởi ra nữa. Lệ Minh Viễn như đang ép buộc bản thân mình dời ánh mắt ra khỏi đôi chân xinh đẹp kia, cuối cùng vẫn không thể nói ra lời khó nghe nào, thay vào đó lại thành thật nói một câu, cũng được, cái gì mà cũng được, tôi cảm thấy không có ai thích hợp đi đôi giày này hơn tối đầu. Tổ Noãn Tâm đột nhiên nghiêng người cười nịnh nọt, chú, nếu không, dù sao cũng phải cho đi, không thì đưa cho tôi gì, nghĩ hay lắm. Không cho Tô Noãn Tâm trực sở sở cánh tay của anh, chú, có được hay không, người ta thật sự rất thích mà, thế mà lại làm nũng với anh. Tô Noãn Tâm liêm sĩ của cô đây, nhưng bất đắc dĩ, ngay cả bản thân Lệ Minh Viễn cũng không biết mình lại ăn phải loại phụ nữ như thế này, rõ ràng trước đây anh rất chán ghét những loại người này. Thấy Lệ Minh Viễn không từ chối, trong lòng Tô Noãn Tâm không nhịn được vui mừng, tiếp tục nỗ lực, có được hay không vậy, chú à. Cùng lắm thì chờ đến khi nào tôi kiếm được tiền, sau đó tôi sẽ mua cho chú một đôi giày để báo hiếu nữa, báo hiếu, chú,
Trong chốc lát mặt của Lê Minh Viễn trở nên đen lại, anh mới bao nhiêu tuổi mà can được cô báo hiếu chứ? Nghĩ vậy, anh hỏi thẳng, tôi già lắm rồi phải không? Tổ Noãn Tâm tỉnh táo lại, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình. Sao có thể chú à, chú còn trẻ, đẹp trai, lại là chủ tịch tập đoàn Quốc Doanh, vừa giàu có vừa đẹp trai lại có địa vị, chân dài. Trên đời này không bao giờ có thể tìm được người đàn ông thứ hai tốt nhất như chú đây. Lời thật lòng, Tổ Noãn Tâm gật đầu, tôi không bao giờ nói dối. Cô chỉ nói dối không viết nhắc. Bây giờ Lệ Minh Viễn đã đoán ra được tính khí của cô gái này. Muốn lấy thứ gì thì yêu cầu cái gì cũng không có giới hạn đã sớm nhìn qua rồi không phải sao. Nếu không tặng đôi giày này cho cô hôm anh sẽ không thể nghĩ đến việc được làm việc ổn định trong thời gian tới. Nhưng chú vẫn chưa bỏ công việc ban đêm. Tổ Noãn Tâm nhanh chóng nói rõ lập trường của mình. Tôi sẽ rời đi ngay lập tức khi sếp tuyển người. Cùng lắm là làm đến cuối tháng. Chú đừng lo. Lần trước tôi đã hứa rồi. Tôi sẽ làm những gì mình nói. Lệ Minh Viễn có chút đắc ý. Sau khi từ chức thì sao? Kế hoạch của cô là gì? Hiện tại tôi chưa nghĩ đến chuyện này. Chú à, chú có đề nghị gì không? Cô dụi vào người anh. Dùng một đôi mắt to ngập nước trong veo ngước lên nhìn anh. Lê Minh Viễn chỉ cảm thấy khô khốc một hồi anh vội quay đầu đi. Không, cuộc sống của chính cô, kế hoạch của chính cô tự quyết định. Chương 51, được, buổi tối trước khi đi ngủ tôi sẽ ngẫm lại thật tốt. Chuyện đó, chú, tôi cũng sắp đi làm rồi, đôi giày này, ha ha, tôi sẽ đi, đúng lúc rất phù hợp với quần áo hôm nay của tôi. Tầm mắt của Lệ Minh Viễn rơi xuống chiếc váy ngắn trên người cô, thản nhiên nói, em làm gì ở quán bar? Tổ Noãn Tâm không định nói cho anh, mình đi làm ở đâu và chức vị cụ thể là gì, bằng không chuyện lần trước của anh trong nhà vệ sinh, để nhớ lại thì làm sao bây giờ, 89 phần 10 là sẽ đoán được cô là người ra tay. Lúc này cô hàm hồ nói, a thì là nhân viên mà thôi, nhân viên phục vụ, có tương lai, ha ha, từ nhỏ số tôi không được tốt như chú. Chỉ có thể tìm được công việc mưu sinh như thế, chú cũng đừng ghét bỏ tôi, dù sao cũng làm không được vài ngày nữa, cùng lắm thì sau đó tôi sẽ đổi một công việc có chút thể diện, không để cho chú mất mặt là được, cũng không phải là xem thường chức vụ gì, cũng không bởi vì chức vị của em thấp mà xem thường em, nhưng mà rốt cuộc em cũng là con gái, buổi tối mà lại ăn mặc như thế này đến đó, tóm lại là không an toàn, vậy mà lại quan tâm đến cô, mẹ nó. Tổ Noãn Tâm không thể tin được, nhưng nghĩ lại, này chỉ sợ không phải quan tâm, mà là thầm nhắc nhở cô về sau chính là vợ tương lai của anh, ăn mặc như vậy mà làm bồi bàn ở quán bar chắc là làm anh mất mặt. Tổ Noãn Tâm biểu môi nói, chú yên tâm đi, sẽ không để chú mất mặt đâu, đợi khi đến nơi làm tôi sẽ thay quần áo và trang điểm, gương mặt cô nhóc này khi để mặt mộc cũng đã đủ xinh đẹp, còn cần trang điểm sao? Lê Minh Viễn nhướng mày, lười tiếp tục nhiều lời, thản nhiên nói, tự mình chú ý an toàn, đi đi thôi. Trên gương mặt của Tô Noãn Tâm như đang nở hoa, vui mừng nói, cảm ơn chú, vậy tôi đi giày này rồi đi nhau. Nói xong, cô như sợ Lệ Minh Viễn sẽ đổi ý, trực tiếp cầm di động của mình roideo bả lỗi nhỏ rồi rời đi ngoài cửa. Lý Mạnh thấy cô đi ra trên chân còn đi đôi giày thủy tinh kia, nhịn không được cười nói, cô Tô phải đi sao, để tôi tiến cô đi. Tô Noãn Tâm cười tủm tìm nói, đường gần như thế, khách khi làm gì, tôi tự đi thang máy xuống là được rồi, ha ha, cô Tô thoạt nhìn tâm tình không tồi, là bởi vì tổng giám đốc tặng cô quà sao, hử, sao anh lại biết, vừa nãy cửa đã đóng, hẳn là thư ký Lý không thấy được mới đúng, giày này, là tình cờ tổng giám đốc nghe cửa hàng trưởng của XS bên kia nói, cô Tô thực sự thích đôi giày này, nhưng lại tiếc tiền mua, vì vậy ngài ấy lập tức mua rồi cho người mang đến đây. Vừa mới nhìn thấy cô Tô đã đi trên chân là tôi biết, mẹ nó, Lê Minh Viễn đặc biệt mua cho cô, đây không thể nào là sự thật, vừa cảm thấy khó hiểu, Tô Noãn Tâm lại cảm thấy đôi giày này trên chân cô không được nhẹ nhàng nữa, nhưng vẫn chẳng thể cởi ra được, mặc kệ đi, Lê Minh Viễn lại muốn bày ra chiêu gì thì cứ bày, binh đến nước chặn, nước đến đất ngắn, cùng lắm thì liều mạng với anh ta là được. Quán ba Moonlight Lotus, Tô Noãn Tâm đi đôi giày thủy tinh, trên người mặc bộ váy mới mà mẹ cô mới mua cho, cười tủm tìm đẩy cửa rồi đi vào. Bỗng nhiên, một người từ xa đi tới, Tổ Noãn Tâm theo bản năng đi chậm lại một chút, khi cô muốn xoay người lại bỏ chạy cũng đã không còn kịp rồi. Tần Nghĩa đã nhìn thấy cô tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái, Tổ Noãn Tâm rất nhanh xoay người lại,
nhưng gương mặt xinh đẹp kiều diễm kia, vẫn là bị Tần Nghĩa thấy rõ ràng. Trong lúc nhất thời Tần Nghĩa có chút không nhận ra, nhưng anh ta lại thấy người con gái này rất đáng ngờ. Tại sao sau khi nhìn thấy anh ta thì đột nhiên sợ hãi rồi xoay người sang chỗ khác? Đúng lúc đó, cấp dưới của Tô Noãn Tâm, một người bảo vệ cũng vừa mới tới làm, sau khi nhìn thấy Tô Noãn Tâm, một cầu chị Tô suýt chút nữa đã thốt ra, lại bị Tô Noãn Tâm lạnh tay lẹ mắt tiến lên bịt kín miệng. Tần Nghĩa thấy vậy, càng cảm thấy kỳ, đang muốn đi qua đi tìm tòi đến cùng, chỉ thấy người phụ nữ kia và người đàn ông mới bước vào cửa kia, lôi kéo nhau rời đi. Tần Nghĩa trong lòng có nghi ngờ, nhịn không được hô lên, từ từ, chương 52, từ cái đầu anh mà từ Tô Noãn Tâm trực tiếp kéo người chuẩn bị chạy, cô không chạy thì thôi, mà khi đã chạy, Tần Nghĩa lại cũng cảm thấy có vấn đá, đơn giản hoặc là không làm, mà đã làm phải làm đến cùng. Tô Noãn Tâm chạy về phía cửa lớn, không dám quay đầu lại, nỡ bị Tần Nghi cấp dưới bị có lời kia chạy đi, mở một vai chạy vừa hơn 10 đại này chỉ tại chuyện này là địa bàn của chúng ta, còn có cái mùi mùa, không thấy Tấn Nghĩa sao, anh ta đang đuổi theo đấy, chạy mau, ngàn vạn lần không thể bị anh nhìn thấy dáng vẻ này của tôi, mẹ nó, rõ ràng thời gian còn sớm, quán bar này còn chưa đến giờ mở cửa mà, Tần Nghĩa hôm nay lại đến sớm như vậy, đồng nghiệp trong quán bar đều đã thấy lúc cô không đi làm trông như thế nào, cho nên đều quen, cũng biết cô đi làm cố ý ngụy trang là bởi vì tuổi còn nhỏ, cách ăn mặc già dặn để thuyết phục cảnh sát tuần tra. Về phần trang điểm xấu, cô gái đi làm ở những nơi như thế này, dễ dàng bị bắt nạt, càng xấu càng an toàn, mà người trong quán bar cũng đều biết, vị thái tử của nhà họ Tần này có tâm tư với chị đại của họ, cơ hồ mỗi lần đến, đều gọi chị đại bọn họ tới, không gây chuyện để trêu chọc chị đại bọn họ vài câu, liền cảm thấy người như không thoải mái, ngay cả dáng vẻ xấu xí của chị đại mà cũng đã để ý, nếu dáng vẻ vốn có này bị phát hiện, vậy thì lại càng nguy, cảm giác rằng cậu chú Tần kia sẽ không kiềm chế được, trực tiếp ra tay đoạt lấy người. Cho nên nghe Tô Noãn Tâm nói như vậy, bảo vệ kia lập tức hiểu ra, lúc này lại nói, chị đại, em biết một con đường nhỏ, chúng ta đi từ cửa sau, theo bên kia đi vào, được, mau mau dẫn đường. Rốt cục, Tô Noãn Tâm đã né tránh được Tần Nghĩa, thuận lợi tới phòng thay quần áo, người bảo vệ đi cùng cô không biết nên nói như thế nào, chị đại, kỳ thật cậu chú Tần là người không tồi, khác với lại những phủ nhị đại khác, ngày thường làm tầm ỷ, cũng đều là vì muốn được sự chú ý của chị, điều này thì ai cũng biết. Tô Noãn Tâm thản nhiên nói, anh ta có vị hôn thể, hơn nữa, anh ta quá ngây thơ, còn rất đào hoa, bạn gái đổi liên tục, mà cũng không phải là loại người tôi thích. Tần Nghĩa làm bạn thì còn được, nhưng làm bạn trai thì cô không có cảm giác gì với anh ta cả. Được rồi, đã có vị hôn thể, nhưng mà cậu chú Tần này cũng thật là, nhìn dáng vẻ cũng được, nhưng đã có vị hôn thê mà còn cả ngày đi trêu hoa ghẹo nguyệt, thế mà còn dám có ý định với chị đại. Không có việc gì, còn hơn một tuần nữa, tôi sẽ từ chức. Tưởng tượng đến chuyện Tô Noãn Tâm sắp từ chức với ông chú, bảo vệ có chút tiếc nuối nói, Noãn Tâm à, tuy rằng chị chỉ là một cô gái, tuổi cũng không lớn, nhưng chị là người con gái đánh nhau tàn nhẫn mà tôi từng gặp. Lúc trước chúng ta cạnh tranh chức vị đội trưởng, tôi bại bởi chị tuyệt đối là tâm phục khẩu phục. Ha ha, lần đó là do tôi xài chiêu, bằng không thì đã đánh không lại anh. Tôi biết, nhưng tôi thua, tâm phục khẩu phục. Nhưng mà chị từ chức cũng tốt, những cô gái tuổi như chị, còn đang đi học, con gái cứ ở mãi trong quán bar, cũng không an toàn. Mẹ tôi cũng nói như vậy. À đúng rồi, tình huống hiện tại của mẹ chi như thế nào, tiền thuốc men còn thiếu bao nhiêu, bằng không mấy người chúng tôi giúp đỡ cho chị chút ít, tiền lương như nhau, mặc dù là có tâm giúp cô cho cô mượn tiền, cũng không đủ. Tô Noãn Tâm lắc lắc đầu nói, lòng tốt của mọi người tôi nhận, nhưng tôi đã có cách, mẹ tôi không sao, vậy thì được. Anh Ngô này, tôi đã đề cử anh vào chức đội trưởng với ông chú, chờ tôi đi rồi, anh sẽ thăng chức. Thật sao, tôi lừa anh để làm gì? Cảm ơn chị đại. Ai, đáng tiếc, nếu chị đi rồi, không còn ai làm cộng sự với tôi nữa. Bên ngoài ngã rẽ của phòng thay quần áo, Tần Nghĩa mang sắc mặt khó coi đứng ở nơi đó, dựa vào vách tường, nghe hết cuộc đối thoại của hai người. Hóa ra cô tên là Noãn Tâm. Tố Noãn Tâm, tên thật là dễ nghe. Từ khi anh ta đến Moonlight Lotus, mãi cho đến hiện tại, chỉ biết là tất cả mọi người gọi cô là chị đại Tô, cũng hoặc là chị Tô. Hôm nay dưới tình huống như vậy, mới biết được tên của cô. Chương 53, hôm nay anh ta tới nơi này,
vốn chính là tìm cô để nói lời tạm biệt, bởi vì chuyện trước đó của Tần Viên, làm cho cô ta mang tiếng xấu, cả ngày tránh trong nhà mà nổi trận lôi đình, một bên vừa tìm cách cứu vãn, vừa tìm cách để sắm vai người bị hại, cầu xin ba cô ta vận dụng quyền lực trong tay, để tra ra người hãm hại cô ta như vậy, mà Tần Viên lấy lý do thoái thác là, một đêm kia cô ta bị người ta hạ thuốc, căn bản là không được tỉnh táo, nhưng trên thực tế, có bị hạ thuốc hay không thì chỉ có mình Tần Viên biết, cô ta sắm vai một người bị hại, mỗi ngày lượn lờ trước mặt gia chủ nhà họ Trần, cũng chính là cha bọn họ khóc lóc kể lể ông Tần vốn cưng chiều người con gái được người vợ đã mất sinh ra này, coi cô ta là hòn ngọc quý trên tay, cho dù sau này có tái hôn, có con khác, cũng vẫn cung chiều đứa con gái này như trước, lúc này bởi vì chuyện của con gái, cũng cực lực nghĩ cách giúp đỡ, ứng với yêu cầu Tần Viên, âm thầm phải người đi thăm dò, thế mà tra xong lại có liên quan đến con trai Tần Nghĩa của ông ta. Tần Nghĩa nhận được điện thoại của anh trai Tần Thiên, lúc này mới biết được chuyện này. Tần Thiên, anh em ruột cùng mẹ với Tần Viện, nhưng nhân phẩm thì khác với cô ta, anh ta vẫn còn chút cảm tình với người em trai cùng cha khác mẹ này, biết anh ta sắp gặp đại họa, trước tiếng thông báo cho anh một tiếng, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, cho nên, sau một thời gian dài nữa, Tần Nghĩa cũng không còn cách nào tới đây, anh ta muốn nói tạm biệt với cô, lại ở đây thấy được diện mạo thật sự của cô, quả nhiên, trước đó cô trang điểm xấu đi, còn giả tuổi già hơn, rõ ràng chỉ là một cô nhóc, thoạt nhìn còn nhỏ hơn so với anh ta, sau khi nhìn thấy anh ta, vậy mà cô lại xoay người bỏ chạy, sau khi Tô Noãn Tâm bỏ chạy, Tần Nghĩa cũng không đuổi theo cô nữa, cũng lười đuổi theo, biết cô chuẩn bị làm việc, đơn giản lặng lẽ trốn ở phòng thay quần áo bảo vệ nên này, kết quả không qua bao lâu, liền nhìn thấy người con gái mới vừa bỏ chạy và tên bảo vệ kia, anh ta liền đi thẳng tới bên này, Tô Noãn Tâm đã bị bại lộ mà không biết, mà Tần Nghĩa, cũng không muốn vạch, biết sau khi cô thay quần áo, rồi sẽ đi trần cô, làm, nên anh ta quay lại sảnh trước bên kia, mở cửa, bước vào một phòng bao xa hoa, hôm nay anh ta không gọi bạn bè mình, anh ta chỉ muốn gặp được Tô Noãn Tâm, muốn nói câu tạm biệt với cô, ngồi ở trong phòng bao trống rỗng, trong lòng Tần Nghĩa có chút ưu sầu uống một ngụm rượu lớn, trong đầu anh lại nhớ lại lời cô gái nói, anh ta quá ngây thơ, lại đào hoa, bạn gái đổi liên tục, cũng không phải mẫu người cô thích, trong lòng Tần Nghĩa rất không thoải mái, tới bên này, Tô Noãn Tâm đã bị bại lộ mà không biết, mà Tần Nghĩa, cũng không muốn vạch, biết sau khi cô thay quần áo, rồi sẽ đi trần cô, làm, nên anh ta quay lại sảnh trước bên kia, mở cửa, bước vào một phòng bao xa hoa, hôm nay anh ta không gọi bạn bè mình, anh ta chỉ muốn gặp được Tô Noãn Tâm, muốn nói câu tạm biệt với cô, ngồi ở trong phòng bao trống rỗng, trong lòng Tần Nghĩa có chút ưu sầu uống một ngụm rượu lớn, trong đầu anh lại nhớ lại lời cô gái nói, anh ta quá ngây thơ, lại đào hoa, bạn gái đổi liên tục, cũng không phải mẫu người cô thích, trong lòng Tần Nghĩa rất không thoải mái, anh ta gọi thêm mấy chai rượu, tâm tình càng thêm buồn bực, người phục vụ quán ba Tiểu Nguyệt cầm hoa quả và một chút điểm tâm tiến vào, thấy anh ta đang cúi đầu uống rượu giải sầu, gương mặt còn có vẻ xinh đẹp hơn cả con gái đỏ bừng, dưới ngọn đèn mờ còn có vẻ xinh đẹp hơn, Tiểu Nguyệt nhìn thấy mà mặt đỏ tim đập, rung động không thôi, rốt cuộc sau khi xong việc cũng không rời đi, mà là bỏ chiếc khay sang một bên, gương mặt lo lắng nhìn Tần Nghĩa nói, cậu chú Tần, anh cứ uống rượu giải sầu như thế này, không tốt cho cơ thể. Ánh mắt Tần Nghĩa lạnh nhạt quét cô ta một cái nói, có quan hệ gì với cô, gương mặt của Tiểu Nguyệt trắng bệch, có chút tủi thân nói, em chỉ quan tâm anh, cô thấy tôi cần đến sự quan tâm của cô, đi gọi chị Tô của cô đến đây, nói rằng tôi tìm cô ấy có việc, ồ, Tiểu Nguyệt có chút mất mát rời khỏi phòng bao. Chương 54, Tô Noãn Tâm lúc này đang rất vối vàng. Cho dù là bên trong phòng bao hay bên ngoài sảnh của quán bar đều có rất nhiều người, mỗi đêm đều có nhiều người như vậy, bên ngoài rất ẩm ỉ, cô không muốn đi, nhưng hôm nay bên ngoài có người gây sự, cô không thể không đi đến giải quyết, hai tên uống say đi trêu đùa một cô gái đẹp, kết quả cô gái đẹp kia lại là người phụ nữ của ông chú nào đấy, phụ nữ của ông chú bị đùa giỡn, ông chú tức giận đến nỗi gọi mấy chục người tới dây, suýt chút nữa là gây tai nạn chết người. Chuyện này đã đến tại của ông chú bên kia, ông chú chỉ đích danh để Tô Noãn Tâm qua đó xử lý, Tô Noãn Tâm dẫn người đi qua giải quyết, nhưng người quá nhiều, nên không thể giải quyết ngay được,
cô đành gọi điện thoại đến cục cảnh sát, nặc danh bảo án, rất nhanh cảnh sát đã tới đây, dẫn những người gây chuyện đi, chuyện này xem như là đã ổn, biết được cô thông qua công an xử lý chuyện này, mấy tên cấp dưới chạy đến chỗ cô dựng thằng ngón cái, chị Đại, cũng chỉ có chị mới dám làm như vậy thôi, đổi lại là nơi khác, nhân viên dám báo cảnh sát tới đây bắt người, ông chú chắc chắn sẽ giết chết người đó. Tổ Noãn Tâm nâng mi nói, chúng ta là chỗ ăn chơi hợp pháp, không có bất cứ hành động phạm pháp nào, đúng đúng đúng, nhưng chị Đại quyết đoán, chắc chắn không có người nào có thể so sánh, đi đi đi, ít vuốt mông ngựa lại, đi kiểm tra chút, nhớ rõ dọn sạch hiện trường, chỉ đạo công việc xong, Tô Noãn Tâm đi tới khu vực phòng Bao Tiểu Nguyệt tìm nửa ngày mới tìm được cô, vội vã nói, chị Tô, cậu chú Tần gọi chị qua. Tô Noãn Tâm trực tiếp từ chối nói cho anh ta là tôi đang đi làm, không rảnh, nhưng cậu chú Tần uống rất nhiều rượu, nếu tí nữa anh ấy uống say khướt, thì làm sao bây giờ? Tô Noãn Tâm nhíu mày nói, thì kệ anh ta đi thôi, chị Tô bằng không chị đi một chuyến đi, đêm nay nhìn cậu chú Tần có vẻ khăng khát, quá đáng thương. Tô Noãn Tâm cười như không cười quét liếc mắt cô ta một cái nói, ổ, Tiểu Nguyệt của chúng ta từ khi nào mà biết thương hại người khác vậy? Chị Tô, chị đừng lấy lòng tiểu nhân mà đo lòng quân tử, em không hề có tâm tư khác với cậu chú Tần, chỉ sợ anh ấy gây sự rồi phiền toái thôi, nếu không có tâm tư, thì anh ta gây chuyện, nhà họ Tần đương nhiên sẽ có người đến giải quyết, cô lo lắng như vậy làm cái gì? Bị nói trúng tâm tư, Tiểu Nguyệt hồn hổn tức giận nói, Tô Noãn Tâm, cô đừng có mà không biết điều, chị đừng nghĩ đến việc cậu chú Tần để mắt đến cô, thì cô cảm thấy mình tài trí hơn người, chẳng qua cô cũng chỉ là đội trưởng đội bảo vệ thôi, có gì đặc biệt hơn người đâu. Tô Noãn Tâm nhưỡng mi nói, tôi không có gì giỏi, nhưng xét việc chúng ta là đồng nghiệp, tôi nhắc nhở cô, đừng có tâm tư gì không nên có, Tần Nghĩa không phải người mà cô có thể trêu chọc đâu. Tiểu Nguyệt nhíu mày nói, tôi không trêu chọc nổi, vậy có thì có thể sao, tôi không định trêu chọc anh ta, cho nên hiện tại từ chối gặp anh ta. Tiểu Nguyệt cô còn nhỏ, cuộc sống còn dài, nhưng đừng bước nhầm đường, Tần Nghĩa không thích hợp với cô. Tiểu Nguyệt cười lạnh nói, cô tưởng tôi không biết tuổi thật của cô còn chưa đến 20, còn nhỏ hơn so với tôi đấy, đừng mảng dáng vẻ người lớn mà chỗ mõm dạy dỗ tôi không cần. Được, vậy cô cứ việc quan tâm cậu chú Tần của cô, tự cô đi mà chăm sóc anh ta, ông đây không rảnh mà đi hầu hạ, mẹ nó, thấy là đồng nghiệp thì góp ý đôi câu, kết quả còn không biết phân biệt tốt xấu, thôi kệ đi. Tổ Noãn Tâm nói xong, rời đi tiếp tục công việc liên xoay người. Tiểu Nguyệt tức giận đến nỗi đứng dậm chân tại chỗ, mắt hồng hồng quay lại gian phòng Bao kia của Tần Nghĩa. Tần Nghĩa thấy cô ta mà không phải Tô Noãn Tâm, nhíu mày nói, người đâu? Tiểu Nguyệt tủi thân mếu máo nói, chị Tô không chịu đến, còn mắng tôi xen vào việc của người khác. Chương 55, vốn tưởng rằng Tần Nghĩa sẽ cảm thấy Tô Noãn Tâm không đúng, đồng tình với chuyện cô ta bị mắng. Kết quả Tần Nghĩa nhưỡng mày cười nói cho cùng, cô thật sự đang xen vào việc của người khác. Cút đi, đừng làm phiền bổn thiếu gia uống rượu. Với nhan sắc này của cô, bổn thiếu gia thấy rất chướng mắt. Tiểu Nguyệt kinh ngạc đến nỗi sắc mặt trắng bệch, há miệng thở dốc, nửa ngày nói không ra lời. Cuối cùng bị thì nhục nhã rơi lệ chạy ra ngoài, trong lòng lại càng thêm hận Tô Noãn Tâm. Con khốn chết tiệt, nếu không có Tô Noãn Tâm, người cậu chú Tần nhìn trúng chắc chắn là cô ta. Một đêm kia, rõ ràng là mình chăm sóc cố cậu chú Tần trước, Tô Noãn Tâm lại xông vào đánh người, sau đó lại giả mù mưa sa để bôi thuốc cho người ta. Bằng không, Tần Nghĩa sao có thể nhìn cô ta với ánh mắt khác? Tần Nghĩa điên rồi, anh ta đập nát tất cả đồ vật trong phòng Bao, chai bia nát nằm la liệt dưới giác. Cuối cùng Tô Noãn Tâm không thể không ra mặt giải quyết vấn đề. Lúc cô tới, Tần Nghĩa đã uống say như chết, hai mắt đỏ sậm đang với lấy bình rượu để đập. Anh ta vừa đập vừa lớn tiếng gọi, Tùng Oán Tâm, em không tới, thì ông đây sẽ đập nát cái quán này. Tần Nghĩa, anh dám đập thêm một cái thử xem. Tổ Noãn Tâm đứng tựa vào cửa phòng Bao, cười lạnh nhìn người bên trong nói. Tần Nghĩa thấy cô đến đây, khỏe miệng lập tức dương lên nụ cười thỏa mãn như trẻ con được cho kẹo. Em đã đến rồi, anh ta đột nhiên mở miệng nói. Tổ Noãn Tâm nhíu mày nói, tối nay anh lại nổi cơn điên gì đấy? Tần Nghĩa đã uống say, tủi thân nói, anh đến tạm biệt với em lại trốn tránh không gặp anh. Tổ Noãn Tâm, anh làm em thấy chán ghét đến nỗi vậy sao? Hóa ra anh không tự lượng sức mình được à? Biết tất cả mọi người gọi anh như thế nào không? Là chú phiền phức đấy. Vậy còn em,
em cũng ghét anh sao? Người khác anh ta không quan tâm, anh ta chỉ quan tâm đến cái nhìn của cô. Tô Noãn Tâm thản nhiên nói, Tần Nghĩa, tôi coi anh là bạn, nhưng xin anh đừng có gây thêm phiền toái cho tôi. Nhưng mà anh nói muốn đến tạm biệt với tôi, là có ý gì? Biết cô sắp từ chức sao? Nhưng cô không nói cho anh ta mà. Chẳng lẽ là Tiểu Nguyệt nói còn đang nghi hoặc? Chợt nghe Tần Nghĩa nói, anh có thể gọi em là Noãn Tâm không? Tô Noãn Tâm nhíu mày nói, sao anh biết tôi tên là Noãn Tâm? Vô tình nghe người khác gọi em như vậy, cho nên nhớ kỹ, tùy anh, nhưng mà lúc tôi đi làm thì anh đừng gọi như thế, tên này rất không khí phách, chị Đại Tô của chúng ta, thật khí phách. Tần Nghĩa khẽ cười nói, Tâm, còn nhớ rõ nơi này không? Noãn Tô Noãn Tâm thẳng nhiên nói, mỗi lần anh đến đây thì cũng chỉ đến phòng này, đồ vật bên trong cũng bị anh đập nát mấy lần, có thể không nhớ rõ sao? Anh nói là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, chính là ở đây. Bởi vì tôi đánh anh, cho nên ấn tượng khắc sâu. Ngày đó, tâm tình của tôi thật sự không tốt. Nếu anh đã nói vậy, là bởi vì chuyện trong nhà của anh. Tần Nghĩa thường xuyên uống say, xong lại nghĩ cách gây chuyện, rồi lại dẫn cô lại đây nói hết chuyện trong nhà cho cô. Tần Nghĩa là con út không được yêu thương nhất ở nhà họ Tần. Trên anh ta còn có anh và chị cùng cha khác mẹ. Một người là thái tử thừa kế nhà họ Tần, Tần Thiên. Một người chính là người được nuông chiều nhất nhà họ Tần, Tần Viên cho tới nay, anh ta đều cảm thấy mình là người dư thừa, nhưng vì củng cố địa vị cho mẹ ruột ở nhà họ Tần, nên anh ta cố hết sức sắm vai một người con nghe lời, nhưng Tần Viên lại vô cùng chán ghét anh ta và mẹ anh ta, ở nhà thường xuyên với duyên vô cớ tìm hai mẹ con họ gây chuyện, ba của Tần Nghĩa thì từ đầu đến cuối đứng về phía con gái, dường như cô ta nói gì thì ông ta cũng tin. Bởi vậy Tần Nghĩa bề ngoài là cậu chú nhỏ của nhà họ Tần, nhưng thực tế cuộc sống hàng ngày rất gian nan. Tần Nghĩa ừ một tiếng nói, có điều lần này nghiêm trọng hơn, lại xảy ra chuyện gì à? Tô Noãn Tâm đi vào, nhìn anh ta nói, chương 56, Tần Viên hãm hại anh, tự cô ta mang tiếng xấu, cô ta còn muốn kéo anh xuống nước, nói là anh tìm người hạ thuốc cô ta, hãm hại cô ta, còn chụp ảnh giường chiếu của cô ta, ba anh tin. Cô ta vốn là một con khốn dâm đảng nhưng giờ lại sắm vai người bị hại, lại đổ hết mọi tội lỗi lên người anh. Tô Noãn Tâm nhíu mày nói, vậy anh làm sao bây giờ? Ba anh muốn đánh chết anh. Tô Noãn Tâm, hôm nay anh tới là muốn nói tạm biệt với em. Ách, vậy anh nên bị thương. Tần Nghĩa dở khóc dở cười nói, tôi Noãn Tâm, cậu đây còn chưa có chết đâu. Cảm giác cách cái chết cũng không, bằng không, anh trốn đi, chạy trốn ra, nước ngoài đi. Anh đường đường cậu chú nhỏ của nhà họ Tần, không đến mức ngay cả tiền đề xuất ngoại cũng có chứ. Tần Nghĩa lắc đầu nói, anh đi rồi, mẹ anh làm sao bây giờ, vậy anh tin thế nào, còn có thể tính thế nào, trở về nhận án tử, vậy anh cứ đi thẳng về nhà mà nhận án tử đi, còn tới nơi này để làm gì. Tô Noãn Tâm tức giận nói, Tô Noãn Tâm, em là một cô nhóc tàn nhẫn vô tâm, Bùn thiếu gia yêu thương em như thế. Em lại nói anh mau đi tìm chết. Tố Noãn Tâm thẳng nhiên nói, không có gì yêu đương ở đây hết, tôi cũng chuẩn bị từ chức rời khỏi đây, chuyện của những gia tộc giàu có như các anh, tôi cũng không giúp được gì, cho nên chuyện này anh có nói cho tôi thì cũng vô dụng, anh biết, cho nên anh mới muốn tới đây nói lời chào với em. Tất cả mọi người cảm thấy Tần Nghĩa anh là cậu chú nhỏ của nhà họ Tần, sinh ra đã có số được ngậm thì vàng, bọn họ đều nịnh bợ anh, đều chiều theo ý anh, trừ em ra. Anh chưa bao giờ nói những điều này với người khác. Tô Noãn Tâm, em đối với anh mà nói, hình như là một sự tồn tại đặc biệt. Tô Noãn Tâm tức giận nói, tôi thấy anh là muốn chịu ngược, đánh anh một chút, anh lại cảm thấy tôi đặc biệt. Không phải, rõ ràng khoảng cách thân phận của chúng ta rất lớn, cảm giác với em, chúng ta là người cùng một thế giới. Hà, tôi thì không dám, cậu chú nhà họ Tần anh là người của một thế giới, khác tôi. Tôi cũng không biết nên nói hư thế như nào, nhưng anh là người duy nhất trên thế giới này mà mẹ anh có thể dựa dẫm vào. Anh hãy che chở bà ấy thật tốt. Cô hiểu được ý của Tần Nghĩa, cảm thấy bọn họ là người cùng một thế giới. Có thể bởi vì trên thế giới này, bọn họ đều chỉ có một mẹ, cũng là người duy nhất trên đời thực sự yêu thương bọn họ. Về phần người có quan hệ huyết thống khác, có còn không bằng không có. Tần Nghĩa cười khổ nói, anh biết, đừng uống nữa. Sớm đi về đi, nếu không chết thì bảo bình an cho tôi. Tô Noãn Tâm, hôm nay anh đã nhìn thấy dáng vẻ thật sự của em. Tần Nghĩa đột nhiên mở miệng nói, sắc mặt Tô Noãn Tâm không khỏi cứng đờ nói, khi nào,
lúc em chạy trốn, anh đã tránh ở bên ngoài phòng thay quần áo của em, tận mắt thấy các em chạy về, mẹ nó, đường đường là một cậu chú, cư nhiên lại làm ra chuyện lén nhìn trộm này, trong lúc nhất thời Tô Noãn Tâm cũng không biết nói cái gì cho phải, chợt thấy Tần Nghĩa híp mắt lại cười nói, Tô Noãn Tâm, em thật là xinh đẹp, ha ha, bình thường thôi, đi nhanh đi, anh heo tôi sắp bị anh làm phiền đến chết rồi, Tô Noãn Tâm, chắc em vẫn chưa cơ bản trai đúng không? Tô Noãn Tâm nhíu mày nói, anh muốn nói cái gì, ông đây là người đã có vị hôn phu rồi đấy, lưu manh bên ngoài tìm phụ nữ thế nào cô không quan tâm, nhưng cô không phải là người đã lấy chồng kết hôn, còn muốn quan hệ ngoài luồng với người bên ngoài, cô là người rất có nguyên tắc, được không? Chợt nghe Tần Nghĩa nói, Tô Noãn Tâm, nếu như anh có thể sống mà quay lại, thì em làm bạn gái anh đi, về sau, anh nuôi em. Tô Noãn Tâm đang muốn rống lên ba chữ cút mau đi, chợt nghe ở cửa, một người phụ nữ vừa vỗ tay, vừa tiến vào, thú vị, không nghĩ tới đi bắt người, mà còn có thể nhìn thấy một màn diễn thú vị đến vậy.